bố cá liễn chi dùng à. Mấy bạn đang nằm ngủ nha, bạn đang nằm ngủ tiên nghe cay. Cho ngã nè, ngã nè, ngã nè. Trời ơi mập quá. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Yes sir. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái người ta gọi gì ta, reaction bóc phốt, đúng rồi, reaction bóc phốt nha. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bóc phốt cái gì? Chúng ta sẽ bóc phốt MV mới của Kygon à. Ủa mà sao người ta ra MV không bóc phốt vậy? Ông phải khen chứ. Không, bởi vì là tôi chưa ra MV mà Kai dám ra MV. Tôi ghét, tôi bóc phốt, các bạn hiểu không? Tôi ghét, hiểu không? Bóc phốt nè. Ủa là không có MV hả? À, nếu như bạn nào mà thích Phong làm MV thì sắp tới nha, mấy bạn gọi là like cái video này đi. Nếu like, nếu như video này không 10k like ít quá. Nếu video này đạt được 30k like thì Phong sẽ làm một cái MV cho bạn coi, chắc không? Nha. Ok. Ok nha. Okay, rồi. Nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một MV tên là Bầu Trời Tình Yêu của bạn Kyron và chị Mèo Xíu Mí. Ui chị Mèo Xíu Mí. Ui. 2 ngày trước được 420.000 ca view. 200k view, 2 ngày 400. Ôi ôi, 2 ngày thôi mà đã được 400k view, gần triệu view rồi. Xịn thiệt nha. Này chắc tầm 2 ngày nữa là được triệu view rồi đó. Ừ. Rồi, Bầu Trời Tình Yêu nè. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kyron đây. Sau hơn 1 năm thì cuối cùng hôm nay Kyron cũng đã cho ra mắt ca khúc Bầu Trời Tình Yêu. Ca khúc này cũng là một món quà mà Kai muốn dành tặng cho những bạn khán giả. Trời ơi, sao xạo. Chưa gì, chưa coi MV thấy xạo xạo rồi. Biết sao không? Sao? MV này nè, coi MV này, MV tặng cho Simmy chứ tặng mấy bạn fan này nào. Trời nè. Xạo xạo nè, bạn coi thấy không, đây nè. Vẽ hình trái tim thấy không? Vẽ hình trái tim nè, trên đây có chữ Simmy nữa thấy không? Đấy. Trời ơi. Vậy mà kêu MV này tặng cho bạn fan. Xạo. Thì tặng chung đó, hiểu không? Tặng chung cho xem là tặng rồi. Không, xạo hết, xạo hết. Trời. Không tin được thấy không? Bóc phốt, đúng là bóc phốt. Bóc phốt, này là bóc phốt, bóc phốt nặng luôn nha mấy đi. Có cái gì là bóc phốt hết. Ừ. Ok. Rồi thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào MV nha các bạn. Rồi bắt đầu thôi, let's go. Chị Mèo Xíu Mí. À là có nghĩa là MV này là hôm nay là bạn Kyron là đóng vai học sinh nè, còn chị Mèo Xíu Mí là đóng vai là cô giáo hay là lớp trưởng vậy? Lớp trưởng, áo quần lớp trưởng. À lớp trưởng hả? Đúng rồi. À, okay. Đó. Wow, cái gì đây? Chưa. Đẹp trai tê. Ui giời, bạn tôi này đẹp trai tới giờ. Cái này người ta gọi là cái gì? Kyron là Kyron hâm mộ ai ta? Sơn Tùng MTV. À, cái này là anh Kyron ôm TV nha. Người ta là có Sơn Tùng MTV, còn chúng ta sẽ có anh Kyron ôm cái TV. Ừ. Ờ nhưng mà hãy công nhận đẹp. Cái này đẹp, không biết có dùng app bóp mặt hay không mà thấy đẹp nha. Ừ. Có dùng app đúng không? Này cái này chắc phải dùng xíu xíu. Đó, bóp ít mũi, bóp ít miệng, bóp ít môi, bóp ít mắt. Này chắc đó là làm cho mắt to ra xíu nè, làm cho miệng nhỏ lại xíu, mũi nhỏ lại xíu nè. Cầm nè, cầm bi like xíu nè. Ê sao nó xíu xíu nhiều dữ vậy ta? Không không mà nè này thấy không nè, còn nổi cục mụn ở đây thấy không? Nó nguyên cục mụn đây nè. Đúng không? Ủa, đập hết mặt rồi đó, còn gì đâu, cái gì xíu xíu hết trơn vậy? Ừ, mọi thứ xíu vậy. Đó, đập sạch mặt luôn. Chứ ở ngoài đời nhìn hài lắm, không đẹp trai gì đâu. Lần tình chờ đợi cao nái khi sơ đại máu để lại hình những hồi ấy bị phát hiện rồi. Chiều ta mùa xuân năm ấy em vội vượt qua. Hay xuyến sao dối lời này hay để anh hãng ca. Ôi trời, dễ hương quá, dễ hương quá, dễ hương quá. Trời ơi, nhìn nè, các bạn nhìn nè, các bạn đi. Có gì soi nữa. Cái này là anh Kyron TV đang ngồi vẽ phải không? Bị phát hiện. Đó, đang ngồi vẽ nè, xong rồi bị chị Mèo Xíu Mí phát hiện nè, đó xong rồi thả tim. Ôi. Giờ bây giờ Sam thử diễn cảnh đó nha. Cái này là tỏ tình đúng không? Tỏ tình công khai rồi. Giờ Sam thử diễn cảnh đó nha. Giờ Phong đang ngồi vẽ trái tim nè. Tôi đi tới nè. Vẽ trái tim xong rồi. Ê ok. Vẽ gì đó? Tôi đang vẽ. Đang vẽ. Vẽ trái tim nè. Tôi chạy luôn á. Tôi đang vẽ hình trái tim nè. Nè thấy không? Chữ Sammy với trái tim nè. Trời ơi, xệ luôn, ai tôi tình thì tôi chạy luôn các bạn ơi, quê xệ luôn à. Cái này là được áp dụng cho MV thôi chứ gì thương. Đó. Rồi tiếp. Mình hơi quá đáng rồi đó, mình phải coi MV kỳ quá. Bóc phốt hơi kỳ. Tôi đố mấy bạn
bạn là cái đôi giày Kyron đang quay ở trong MV này là đôi giày này của ai Sam biết không? Giày của ai? Giày của Kai chứ gì mà đỏ đâu của Kai đâu. Đâu, đôi giày này là đôi giày tôi tặng cho Kai các bạn ạ. À. Đấy, tôi tặng cho Kai đôi giày để Kai đi quay MV. Vậy mà Kai không mời tôi các bạn thấy không? Đáng lẽ phải cho tôi vô một cái vai kiểu như là một hot boy ở trong trường hiểu không? Tranh giành mèo Simmy với lại Kyron, vậy nó mới kịch tính hiểu không? Kịch tính như vậy. Ừ. MV vậy nó mới kịch tính. Cái đằng này Kyron vô đóng MV mà không rủ gì hết trơn. Buồn chứ sợ. Ủa? Ủa? Chết rồi. Ai đây? Ai đây? Tôi. Ai đây? Tại sao lại có Sammy ở đây? Hả? Tại sao? Tại sao? Gì vậy? Ông bị phạm. Ông mở hồ làm gì cái chứ. Cái này là Kai đủ tôi đi đóng MV hết chứ. À cái này là Kai đủ sao đóng MV vậy? Tại sao? Ông bị phạm. Ông bị phạm cái chứ. Không giỡn không giỡn. Nói chung mấy bạn là này là nhiều bạn gọi là lầm đây là đúng Sammy á bạn nha. Con người của mình dễ thương lắm. Trời anh Kyron với chị Sammy hợp đôi ghê. Sợ luôn. Sợ các bạn biết không? Đây là cái tóc giả của Sam mà Sam cho Sim mượn để Sim đi quay MV. Xong Sim đổi tóc giả này vô xong bạn nào cũng bảo ủa, đây là chị Sam mà đâu phải chị Sim đâu. Tại sao chị Sam lại ôm ấp anh Kai trời ơi. Trời chết ơi. Luôn không các bạn ơi. Quá trời quá đất luôn. Trời ơi, tôi mà vậy là gì ta Kai bẻ cổ rồi, nói thật. Thiệt tôi Kai mà thử mà quay MV chung với Sam kiểu MV kiểu này đi, tôi qua tôi đấm Kai. Không trượt phát nào. Trời ơi, giỡn thôi, tiếp nha. Trời ơi. Say đắm em chứ không mà. Ui, cái ngày là quay MV là chơi bóng rổ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà các bạn biết không, từ đó giờ Kyron gọi là chưa bao giờ chơi bóng rổ hết trơn á. Mà hôm nay Kyron quay MV là chơi bóng rổ nha các bạn. À. Đây các bạn nhìn mặt Kyron nè. Đó đó đó. Cái mặt này là kiểu đang tập trung các bạn hiểu không? Đang tập trung tân bóng phải không? Sợ rằng là tân sai này hiểu không? Tập trung tân. Tập trung. Trời. Này tập trung lắm á. Đúng rồi. Này như ánh trao ngọt ngào như chim bao. Gọi gọi avatar nhìn giống Sam đấy. Tôi mà đó là tôi đã sao mà, cái đó là sao mà? Tôi đó, tôi phẫn nộ liền, dám gọi tôi. Phẫn nộ à? Ờ. Có những mây say đã treo. Mày nhà tình như thơ một đêm. Rồi giận luôn, giận luôn. Giỏi luôn. Trời ơi, lãng mạn quá, lãng mạn quá. Lãng mạn quá, trời ơi. Hả gì bắt trước luôn hả? Bắt trước hả? Ok, bắt trước. Cái này là sao? Vậy bộ tân bóng nè này. Rồi. Ví dụ đây là trái bóng nha các bạn. Rồi đập. Đập tân bóng nè. Không này không có gì đó. Cho. Ngã nè. Wow, đỡ nè. Đỡ xong thảm gì đó. Sao trong kia người ta không thả đâu? Lại ok. Rồi. Rồi dẫn nè. Rồi, đưa tôi đi mà. Cho. Trời ơi, mập quá. Alo, tại Sammy đẹp quá cho nên không khen không có lời nào để khen được hết. Trời ơi, biết gì sao không? Tôi không nên quay MV không? Ừ, hai đứa mình đi quay MV hài lắm. Chúa hề. Chúa hời lắm. Thôi, không không quay MV. Mình quay MV nha, hài đó bạn. Thôi, đừng nha. Rồi tiếp nè. Như anh có làm em ngỡ ngỡ một hai ba. Cảm quá. Ngày chờ em dù chưa tại sao người nỡ cho anh giờ càng mơ. Lần tình chờ đợi câu nói khi sơ đời mơ. Ủa, Simmy làm gì? Simmy cứ nhìn đi chỗ khác hoài vậy? Đâu? Cái nào? Liếc cái à, là lòng mình quay MV là mình phải liếc vậy hả? Đúng rồi. À, giờ ví dụ Phong quay MV đi, Phong sẽ diễn giống Sim à. Lần tình chờ đợi câu nói khi sơ đợi. Ủa gì? Người ta đẹp, người ta làm gì cũng được, ông đi ghê quá. Siết. Giữa chị mèo Simmy và anh Phong Cận ai làm đẹp hơn? Tôi ngại giùm luôn á,
Ngại quá. Ngại dùm. Thôi mình kỳ quá, mình đang reaction MV người ta mình cười hoài, kỳ không quá. Cười gì quá. Không cười. Tiếp. Phần năm ấy em vội. Không. Phòng đâu? À đây. Trời ơi, cuối cùng cũng có tôi. Cuối cùng có tôi trên đây các bạn. Đây chưa, bạn thân best friend đó. Có tôi với Sam trên đây tôi thấy cũng vui nè, chung là ít ra phải dạy hiểu không? Quay em ri mà không rủ người ta vậy trơn. Em vội vượt qua. Cái này quay MV theo kiểu gọi là MV trên gọi là Instagram kiểu vậy. Gì? Rồi tôi thấy rồi. À, cái gì đây? Ôi trời ơi. Bầu trời tình yêu. Đây. Bầu trời tình yêu. Trời ơi, MV này hình như quay 3 tỷ mấy đúng không? MV này hình như bữa trước kêu nghe đâu quay hình như 3 tỷ mấy nè. Thôi mèo Simmy thêm 6 tỷ là MV này 9 tỷ. Trời ơi, gì dữ vậy? Ừ, MV 9 tỷ mà làm cái gì mà sao mà ghi sai chính tả nè, thấy không? Tình yêu nữa chứ. Bầu trời tình yêu trời. Bao nhiêu cái tinh hoa hội tụ mà nó vô đây vậy? MV mà sai chính tả là sai là chịu rồi. Sai rồi, chịu rồi. Chứ sao vậy? MV sai chính tả chịu rồi. Bầu trời tình yêu. Ai tin chính vậy hơn nè. Đông cái đất tàn nhớ em nhiều và nhớ lúc ban chiều hé khúc ca để anh được ngân nghe cho giấc mơ vời buồn. Nói đôi điều là nhớ những canh diều. Nắng ban mai lại hướng sắc lúc chiều. Để đôi tay chìm đắm những giấc mơ cho nó đâu kìa đừng thở. Lúc mơ màng còn khiến em ngơ ngàng. Hay da, mày là hay à. Lúc mơ màng còn khiến em ngơ ngàng. Nắm chặt đôi tay. Sao tôi thấy cảnh hai người đứng hát chỗ này thấy nó kì cứ bừa bừa. Sao sao nè, sao nhìn nè. Lúc mơ màng còn khiến em ngơ ngàng. Nắm chặt đôi tay. Cái gì nè? Nhiều lúc á tôi mà xem MV của người của người khác á thì tôi thấy bình thường nha, nhưng mà tôi xem MV của bạn tôi thấy buồn cười sao? Đúng rồi. Lần sau mình làm cái MV bự hơn đi, mình làm MV bự đi. Mấy hôm mình làm MV nó kiểu hài vô. Cái gì đây? 100 km into you my love. Đó là một cách mét. Xa đó, hiểu không? Là hai người này xa đó. À, là hai người này xa nhau à? Đúng rồi. Hãy khẽ đôi mi em lại. Mỗi bước trên cả lâu đài. Anh má vô sôi thơ dài. Mày nhau không? Say đắm em chứ không mày. Xuân hạ thu đông. Đang đây chiêu, đang đây chiêu. Từ, đang đây chiêu á, đâu nghe. Đây chiêu nè. Xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông. Người ta là xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông. Chứ ha, người ta nhận hạ chứ ha là cái gì? Mình đặt ha. Nè các bạn nghe nè. Xuân hạ thu đông đã qua. Xu hạ thu đông đã qua. Xuân hạ thu đông đã qua. Gì? Xuân thu hạ chứ xuân hạ thu là cái gì? Đâu, xuân hạ thu mà. Nè. Xuân hạ thu đông đã. À xuân hạ thu đông đúng rồi. Xuân... Mà sao tôi không nghe thành xuân hạ, tôi nghe thành là xuân hạ thu đông đã qua. Ha. Ha. Em có nhớ ta si mê em mãi. Kìa bầu trời đã cho xin mời Phong đó. Nói với em là ngàn vạn câu. Lần kinh chờ đợi ngày mai đến bao lâu nữa. Ôi Sammy! Sammy! Tại sao cái Sammy này? Tại sao? Tại sao Sammy lại đóng MV? Thì cái mời. Mời Sammy đi quay rồi sao? Thì cái mời thôi. Có tiền mà. Ôi bớt ghen đi, trời có gì đâu mà tôi có làm gì đâu, tôi chỉ là đâu MV thôi. Anh như lẽ người đang say nhớ đến một câu ca em đã xa rồi. Khúc hát từ đang hay anh cứ ngỡ là chuyện may. Cười đồ cười. Cười cái gì đâu mà. Giỡn. Ôi cái thứ tình cảm này khiến anh ngỡ ngay rồi. Chờ đợi câu nói khi xưa đợi mong. Ủa đẹp quá. Sao đẹp quá. Ah.
Ôi, tính ra bài này á, tôi thấy là kiểu đặc trưng báo thức được á. Sao biết sao không? Tại bình thường con gà gáy sao? Đúng rồi, MV này MV này hơi bị nhiều luôn á trời. Đúng rồi, dùng mà mấy bạn đang nằm ngủ nha, bạn đang nằm ngủ thì nghe cái. À, trời sáng rồi vậy, hiểu không? Đúng không? Con gà kêu ỏ ỏ. Bài này toàn ỏ ỏ. Các bạn nghe tàn ỏ ỏ không đúng không? Trời ơi, thật luôn, cái kết vô cùng vô lý luôn. Cái kết, kết là sao? Dung dung thỏ hết chuyện. Kết dung dung thỏ hả? Thường thường là MV người ta sẽ có một cái gì kết sâu xa, người ta sẽ có một cái điểm gì đó, điểm ẩn dụ. Ví dụ như là cái kết, ví dụ như là cái kết, ví dụ như là MV này của Kai Sim đi, thì cũng có thể cho cái kết là hai người nắm tay nhau bước đi, hay là hai đúng người rồi nắm tay nhau, hay là nhìn nhau thấy gì đó đúng kiểu rồi. Nó cho một cái kết gì đó thật là lãng mạn, hiểu đúng không? Rồi. Mà cái kết tiện quay vô con thỏ lãng xẹt vậy. À, sao là hai ngày này biến thành con thỏ hả? Không, có nghĩa là quay vô con thỏ, nghĩa là cái kết là hai người cùng nhau đi ăn thịt thỏ là gì vậy? Không, cái kết là sao? Chứ cái sao? Kết là tình cảm hai người nhảy nhanh như con thỏ. À, là là hồi nãy là 100 km, bây giờ là con thỏ nó nhảy nhanh cho nên là nó chạy đúng hơn 100 km đó, đi đến gặp người yêu dễ thương đó, tình yêu thỏ con đó. À, đây có đến fan, đây là tình yêu dành cho fan. À, từ nãy giờ là quay con thỏ là đúng dành rồi, cho fan à. Đó, thấy chưa, quá trời luôn. Rồi có còn gì không, từ từ đi xem coi. Ồ, đó chưa. Này là hậu trường á. Này xem hậu trường. Ủa tôi kìa. Tại sao xăm? Tại sao xăm lại? Tôi cái này á. Tôi ghen hiểu không? Bình tĩnh thôi. Ghen. Không sao, chứ ôm đâu, không có ôm. Rồi, thấy chưa, nó vui vẻ thôi. Thôi chưa. Có làm gì đâu mà. Có ôm đâu. Ôm mà ghen tính sao, hiểu không? Gì? Lần sau á là tôi nghĩ rằng là quay MV á là nên mời tôi đi, hiểu không? Wow. Mời tôi đóng vai nữ chính cho đẹp hơn Sim nhiều, hiểu không? Chắc chứ. Để lại hình dung hôm ấy chơi vơi vào mùa đó. Ồ bu, ca lĩnh gì? Ôi các bạn, xin lỗi các bạn, nhưng mà từ nãy giờ clip này á bọn mình cười hơi nhiều và bọn mình hơi quậy, bởi vì thực sự rồi là reaction MV của bạn thân mình á mà, thì vui. Mình gọi mình rất là tăng động, mình rất là buồn cười khi đúng mà xem ý. MV của bạn mình, các bạn hiểu không? Ôi các bạn ơi, nói chung là MV này hay đó, nhưng mà không mời tôi làm diễn viên, không mời tôi làm nữ chính là tôi thấy hơi buồn đó nha. Mời Simmy làm gì tự nhiên không mời Tiểu Tam Phong Cận nè. Trời ơi, mời ông nhân trong nước vậy đó. Có ai mà bằng gái mà cao bằng trai không? Tưởng tượng với MV Kai, chưa? Kai kiểu dơ, ví dụ nha Kai Ron, Sam là Kai Ron, Sam okay là Kai đi, Sam okay em quơ đập đập cái chấm rổ đi rồi. Simmy thì Simmy sẽ kiểu lấy không được không còn phong kiểu chữ hơn Kai nữa làm sao dám được. Ê, vô ra Kai đang chơi bóng rổ đúng không, phong lại tốt rồi. Đồ nhân châu nước thì. Ê mà MV người ta dễ thương, tôi cũng muốn làm MV, tôi cũng làm MV. Muốn làm MV hả? Thôi giờ các bạn cho 30.000 like mà mình làm MV nha các bạn. Thật okay không? Thật không? Thôi đi. Đấy, rồi tôi sẽ cố gắng, nói chung mà trong năm 2024 này tôi sẽ cố gắng làm một cái MV cho các bạn nha. Tình yêu luôn, cũng tình yêu luôn. Tình yêu hả? Người ta tình yêu bầu trời, bầu trời tình yêu mà làm gì đây? Ờ, người ta là bầu trời tình yêu, mình là địa ngục tình yêu đi. Yêu bảo với tôi là địa ngục á. Thì người ta là bầu trời, người ta trên trời, mình dưới địa ngục. À, bầu trời tình yêu mình là cục đất tình yêu được không? Cục đất tình yêu, hoặc là cục đá tình yêu, hoặc là cục gì đó? Cục sô cô la, cục sô cô la ngọt ngào thôi, tình yêu. Thôi kỳ quá. Thôi nói chung là 300 like làm MV đúng không? 2024 đi. Thôi đi. Trong 2024 nếu như cái video reaction này được gọi là 30k like thì trong 2024 tôi sẽ cố gắng làm MV cho các bạn nha. Mời full nail team luôn không? Cũng được. Ok, thôi nói chung là sẽ cố gắng. Ok, rồi. Coi yeah. Thì mình nghĩ rằng video reaction của bọn mình đến đây cũng đã rất dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. À, xin lỗi bạn video này tôi cười nhiều quá. Xin lỗi bạn nhiều nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello team.